Con xin Thầy chỉ dạy cho con cách tu của con nên như thế nào. Kính thưa Thầy, hàng ngày 3 giờ sáng con không ngủ được, dù tối đi ngủ muộn. Con dậy quay mặt về hướng Nam, xin Phật Pháp Tăng cho con day huyệt và tập dịch cân kinh của Phật. Sau khi vệ sinh cá nhân xong, 4 giờ 30, con lên hương xin dâng nước, xin nước của Ngài Địa Tạng đã dâng một ngày một đêm. Chén giữa con vẩy xung quanh nhà, 4 chén con còn lại con cho con trai và cháu trai uống. Tiếp đó con xin Phật cho con kết mối yêu thương với vũ trụ. Ây cha, ghê thế. Đây là tâm Bồ Đề, tâm Bồ Tát. Và sáu hướng phát nguyện và sám hối phát nguyện. Kết mối yêu thương với vũ trụ và sám hối phát nguyện. Kế tiếp, con xin tụng kinh Phổ Môn, kinh A-di-đà, kinh Bát Dương, độ cho con trai mắc bệnh tim, cháu nội ngày bé ngã ảnh hưởng não, xong con xin hồi hướng phát nguyện, vân vân. Buổi trưa 10 giờ 30, con tụng kinh Dược Sư, kinh Dược Sư chữa bệnh cho cháu nội. Buổi chiều 14 giờ con lên hương tụng kinh Địa Tạng, cả 3 quyển bằng điện thoại thông minh. Tức là chắc là mở điện thoại thông minh lên nghe, thế là tụng theo, nghe và tụng theo cũng được. Tụng kinh Địa Tạng bằng điện thoại thông minh theo Thầy đã tụng ở chùa và hồi hướng phát nguyện. Kế tiếp, con đi kinh hành lần tràng Thánh Hiệu Cha A-di-đà, Mẹ Quán Âm Bồ-Tát, Địa Tạng Vương Bồ-Tát, vân vân, chú Đại Bi, mỗi Thánh Hiệu Phật 20 tràng. Kính thưa Thầy, có người bảo con bà tu theo thế không tốt, con kính xin Thầy chỉ dạy cho con nên tu thế nào tại gia, cứ giữ nguyên như vậy hay lược bớt, cứ giữ nguyên như vậy hay lược bớt. Kính xin Thầy chỉ dạy cho con ghi nhớ ơn chỉ dạy của Thầy. Con kính chúc Thầy luôn luôn bình an, mạnh khỏe để dìu dắt chỉ dạy chúng con tu tập đạt kết quả tốt. Con từng phút chờ sự chỉ dạy của Thầy, con Phật tử của Thầy. Ghê quá. Cũng tốt thôi. Chịu khó tụng nhiều kinh để biết nhiều thì cũng tốt. Nhưng mà xin thưa các quý vị, chúng ta thường nghe các tổ gọi là, nói là gì? Nhất môn thâm nhập, trường kỳ huân tu, thì cái đích đến của chúng ta sẽ dễ đạt được hơn. Nay theo pháp môn này, mai theo pháp môn khác. Nay tụng kinh này, mai tụng kinh khác. Lòng của chúng ta, cái sự mong cầu các pháp của thế gian nó quá nhiều, thì cái đạo tâm chúng ta nó sẽ rất dễ bị gì? Dễ bị dao động, bị tán loạn. Tâm mà tán loạn, đạo tâm mà dao động, thì cái sự tu tập của chúng ta, cho dù ngày có đến 5-6 thời, niệm Phật có đến 1000 muôn ức câu, thì cái sức huân tu của chúng ta, cái sự thành tựu ấy, cũng khó có thể nói là sẽ đến đích một cách dễ dàng vậy. Cho nên các tổ ngày xưa dạy mà gì? Nhất môn thâm nhập, trường kỳ huân tu. Tức là lấy một pháp môn, các pháp môn khác chúng ta vẫn có thể học, vẫn có thể đọc, vẫn có thể nghe, vẫn có thể tham khảo, để cho nó mở mang kiến thức, tăng trưởng trí tuệ và
mở rộng thêm cái kiến thức của chúng ta về Phật học, để chúng ta có thể nhờ cái nhân duyên đó chúng ta có thể giáo hóa, giúp đỡ, khuyên bảo được nhiều người thì càng tốt. Nhưng mà các Phật tử, đặc biệt là các Phật tuổi cao sức yếu rồi, chúng ta bây giờ như chiếc đèn kỳ đi ra trước gió, gió to một chút là gì? Là đèn sẽ tắt. Ý nói là tuổi cao sức yếu thì cái già, cái bệnh và cái chết đó, nó thường theo ngay bên mình. Như trong bài cảnh sách của tổ, các tổ có dạy là gì? Tới khi già thời mắt lòa tai điếc tóc bạc da nhăn, lưng gù sườn vẹo gân chuyển xương đau, bước bước gập ghềnh tinh thần mờ mịt. Đấy, đến khi đó hết chưa? Chưa hết. Cái bài cảnh sách bệnh đường, tổ dạy là gì? Mệnh con người ta miễn riêng mỗi giây vô thường tấn tốc, thở ra mà không hít vào thì sao? Thì chết rồi các quý vị. Cho nên với các Phật tử tuổi đã cao, sức đã yếu, Thầy cũng theo lời Phật dạy, lời tổ giảng, khuyên các Phật tử chúng ta nên nương vào một bộ kinh nào đó. Ví dụ như kinh Địa Tạng thì kinh Địa Tạng làm nền tảng. Nếu mà nương vào bộ kinh Vô Lượng Thọ thì kinh Vô Lượng Thọ làm kim chỉ nam. Nương vào kinh Phổ Môn hay kinh Dược Sư thì kinh Phổ Môn, kinh Dược Sư là pháp, là bộ kinh để chúng ta y chỉ chọn đời, vân vân. Nếu chúng ta muốn cầu sinh về cõi Đông Phương của Đức Phật Dược Sư thì hành trì theo kinh Dược, kinh Dược Sư, niệm danh hiệu Đức Dược Sư. Nếu chúng ta muốn cầu sinh cõi Tây Phương Cực Lạc thì kinh Địa Tạng cũng được, kinh A Di Đà, kinh Vô Lượng Thọ đều tốt cả. Nếu chúng ta muốn cầu sinh Cực Lạc hay là cầu thành Bồ Tát đạo thế giới này, tụng kinh Pháp Hoa hay kinh Phổ Môn cũng đều được cả, kinh gì cũng được. Nhưng nên lấy một bộ kinh làm nền tảng thôi. Chứ một ngày tụng đến 4-5 bộ kinh như thế chẳng khác gì nghe người bảo là có thuốc bổ. Thuốc bổ thì uống sẽ tăng cường sức khỏe, tăng thêm tuổi thọ. Con cháu, người thân, bạn bè đến thăm, thương bố, thương mẹ, thương ông, thương bà, mua cho người thì thuốc bổ thận, người thì thuốc bổ tim, người thuốc bổ gan, người thì cho nhân sâm, người thì cho mật ong, người cho bột sắn dây, vân vân, để uống cho nó mát. Thế ai đến biếu cũng bảo là gì? Cái này là bổ, cái gì cũng bổ. Và mình nói là cái gì cũng là bổ. Thì một ngày sáng thì uống sâm, trưa thì mật ong, chiều thì bột sắn, chiều tối thì lại thuốc bổ phi la tốp hay là an thần ABC gì đó. Các vị nghĩ xem, thân thể của chúng ta mặc dù thuốc đó có bổ đến đâu, nhưng cơ thể của chúng ta nó hấp thụ 24 giờ, nó chỉ hấp thụ được từng ấy gì, cơm, canh, thức ăn, và nếu có bệnh thì thêm một vài cái loại thuốc phù hợp mà thôi. Chứ cái gì cứ bảo bổ đem nhét nó vào, nó không tiêu hết. Các vị nghĩ xem cái gì nó sinh ra? Có khỏe, có tăng tuổi thọ không, hay là bệnh và chết queo? Đấy, người học Phật chúng ta cũng phải thông minh, mà phải quán chiếu, phải biết rõ như thế. Trong tất cả kinh điển của Đức Phật, kinh nào cũng tốt, kinh nào cũng như vị thuốc gì? Vị thuốc hay để chữa bệnh cho chúng sinh. Nhưng không phải là chúng ta gì? Đem uống một ngày bao nhiêu các loại thuốc như thế, tụng một ngày bấy nhiêu bộ kinh như thế,
Nó khiến cho tâm chúng ta gì? Khi tụng kinh Phổ Môn thì mong Bồ Tát Quan Âm đến cứu độ và mình hành hạnh như Đức Quan Âm. Khi tụng kinh Dược Sư thì mong Đức Dược Sư đến cứu độ và mong mình gì cũng phát nguyện rộng lớn như Đức Phật Dược Sư. Khi tụng kinh A Di Đà mong Đức Phật A Di Đà cứu độ chúng sinh về cõi Tây Phương, mình cũng phát nguyện mong như thế, ABC vân vân. Khi tụng kinh Địa Tạng nhớ đến cái tâm hiếu là tâm Phật, hạnh hiếu là hạnh Phật, muốn ở lại thế gian lâu dài mãi mãi như Bồ Tát Địa Tạng, phát nguyện chúng sinh độ tận phương chứng Bồ Đề, địa ngục vị không thể bất thành Phật ấy, để tri ân và báo ân ông bà cha mẹ lịch đại gia tiên cửu huyền thất tổ nhiều đời nhiều kiếp, mong cho tất cả đều được thành Phật thì con mới gì? Con mới vãng sinh. Mong cho tất cả được thành Phật, con mới thành Phật. Bồ Tát Địa Tạng phát nguyện như thế nào, con nay phát nguyện cũng như thế. Bồ Tát tu hành như thế nào, con nguyện cũng tu hành như thế. Bồ Tát phát nguyện vào A Tỳ Địa Ngục, con cũng phát nguyện giống Bồ Tát vào A Tỳ Địa Ngục. Phát nguyện thì hay lắm, nhưng khó một chút, khổ một chút, bệnh một chút là chạy mất dép. Bỏ chư Phật Bồ Tát, bỏ các sư, các thầy, các Phật tử đồng tu ở lại chùa một mình mặc xác các vị ấy. Đấy, cho nên quan điểm của thầy khuyên Phật tử này là gì? Nên gì? Nhất môn thâm nhập, trường kỳ huân tu. Còn các kinh khác thỉnh thoảng mình đọc để hiểu, tụng để gì? Để biết thêm mà thôi. Ví dụ bây giờ phát nguyện lấy kinh Địa Tạng làm thời khóa công phu, một ngày ba thời, thì sáng quyển thượng, chiều quyển trung, tối quyển hạ, và niệm Phật cho nhiều. Nếu lấy kinh Vô Lượng Thọ hay kinh A-di-đà làm nền tảng, làm phát nguyện vãng sinh thì sáng chiều tối tụng kinh Vô Lượng Thọ là chính. Hoặc nếu mà muốn theo kinh Dược Sư, có duyên với Đức Phật Dược Sư thì lấy kinh Dược Sư là chính, các kinh khác thôi gọi là đọc để hiểu, để tăng thêm kiến thức trí tuệ mà thôi. Đấy, nên như thế, tu như thế gọi là gì? Gọi là nhất môn thâm nhập, trường kỳ huân tu, nhất định sẽ thành công. Còn không như thế, có thể lại trở thành gì? Lại tâm bệnh đó. Có khi là thân bệnh, tâm bệnh. Lúc đó là lại bảo Phật Pháp không linh, kinh Phật cầu chẳng được như ý, lại thoái đọa tâm Bồ Đề thì nguy to. Cho nên thầy khuyên là tất cả các Phật tử chúng ta, khi mà đạo tâm chưa vững, niềm tin chưa sâu, chưa kiên cố, thì cũng không nên nay nghe thầy này, mai nghe thầy khác, nay đọc kinh này, mai đọc kinh khác. Bao giờ chúng ta thì đạo tâm kiên cố, vững vàng niềm tin, không gì lay chuyển được, thì lúc đó muốn học, muốn nghe, muốn đi đâu cũng được, muốn học gì cũng được, muốn tụng kinh gì cũng được, muốn tu thiền thì tu thiền, muốn trì chú thì trì chú, muốn tụng kinh niệm Phật thì tụng kinh niệm Phật, thậm chí là muốn đến gì? Đến chơi với các tôn giáo, các tu sĩ khác cũng vô tư không sao cả. Cho nên đấy là gì? Lời khuyên của thầy đối với Phật tử này, về ráng suy nghĩ.